Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Khảo sát Ông Trump dẫn điểm Biden ở bang chính địa Pennsylvania sau tranh luận. Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 10, cho thấy Tổng thống Donald Trump dẫn trước cựu phó tổng thống Joe Biden ở bang Pennsylvania sau cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng vào tuần trước theo Breitbart. Cuộc thăm dò của Insider Advantage, Center of American Greatness, cho thấy ông Trump tăng 2 điểm phần trăm ở mức 48% trên tổng số 400 cử tri được hỏi, trong khi mức điểm của ông Biden là 45.5%. Cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 25 tháng 10 năm 2020 và có sai số 4,9%. Cuộc thăm dò được thực hiện 3 ngày sau cuộc tranh luận, nơi ông Biden tuyên bố sẽ đóng cửa ngành công nghiệp dầu mỏ nếu ông thắng cử. Bang Pennsylvania được cho là nơi khai xanh ngành công nghiệp dầu mỏ, những giọt dầu đầu tiên chảy ra từ giếng dầu Drake tại Titusville của bang này vào năm 1859 đã tạo tiền đề cho ngành công nghiệp năng lượng lâu đời này phát triển. Trong cuộc tranh luận, ông Trump hỏi ông Biden rằng liệu ông có đóng cửa ngành công nghiệp dầu mỏ hay không? Ông Biden trả lời, có, tôi sẽ chuyển đổi ngành công nghiệp dầu mỏ. Trump và Biden trái ngược khi nói về mối đe dọa với Mỹ. New York Post cho biết, Tổng thống Trump và ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden tới ngày 25 tháng 10 giờ của Mỹ đã trình bày những quan điểm trái ngược khi được hỏi quốc gia nào là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn 60 phút của đài CBS, phóng viên Leslie Starr đã hỏi Tổng thống Trump đâu là kẻ thù lớn nhất của Mỹ. Ông Trump chỉ đích danh Trung Quốc. Đổ lỗi cho quốc gia dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản đã xử lý yếu kém dịch viêm phổi Vũ Hán khiến thế giới gặp nguy hiểm. Họ là kẻ thù ở nhiều lĩnh vực, nhưng họ chính là kẻ thù. Tôi nghĩ những gì đã xảy ra thật đáng hổ thẹn. Đáng lẽ chúng không nên xảy ra. Lẽ ra họ không bao giờ được phép để bệnh dịch này vượt ra khỏi Trung Quốc và lan ra khắp thế giới, 188 quốc gia, đáng lẽ điều đó không bao giờ nên xảy ra, Tổng thống Trump nói. Trong khi đó, phóng viên Nora O'Donnell đã chất vấn ông Joe Biden rằng quốc gia nào gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Tôi nghĩ mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ lúc này về việc phá vỡ nền an ninh và các liên minh của chúng tôi là Nga. Thứ hai, tôi cho rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất là Trung Quốc và tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý, điều đó sẽ xác định liệu Mỹ và Trung là đối thủ cạnh tranh hay chúng ta sẽ kết thúc trong một cuộc cạnh tranh nghiêm trọng hơn liên quan đến vũ lực, ông Biden nói. Cảnh sát Canada bắt Mạnh Văn Châu ra làm chứng bà mạnh bị giới chức Canada bắt giữ ngay tại sân bay Vancouver cuối năm 2018 theo đề nghị của Mỹ ông Jab cho biết ông đã nhận được chat bắt giữ bà mạnh vãn châu ngay lập tức vào đầu tháng 12 năm 2018 tại tòa ông Jab bị chất vấn về việc tại sao không bắt giữ bà mạnh ngay khi bà đáp chuyến máy bay từ Hồng Kông đến Vancouver mà để giới chức hải quan thẩm vấn trước trong nhiều giờ đồng hồ. Chúng tôi không biết chắc bà ấy đi cùng với ai và bà ấy có thể làm điều gì. Ông Zep đáp. Ông nói thêm rằng vì trên chuyến máy bay còn có những hành khách khác và cảnh sát chưa bắt giữ bà Mạnh do lo ngại đe dọa đến sự an toàn của họ. Chúng tôi không thể ập vào. Đó là một tình huống tiềm ẩn rủi ro. Ông Zep nói thêm để lý giải việc cảnh sát để cơ quan hải quan kiểm tra đồ đạc và thẩm vấn bà Mạnh trước. Bà Harris nhiều lần cười lớn. Tổng thống Trump nói bà có vấn đề. Theo New York Post, Tổng thống Trump hôm thứ Hai ngày 26 tháng 10 cho biết, Thượng nghị sĩ Kamala Harris thường xuyên bật cười trước những câu hỏi nghiêm túc và điều này cho thấy có điều gì đó không ổn với ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ. Ông Trump đã miểm mai cuộc phỏng vấn của bà Harris trong chương trình 60 phút được phát sóng hôm ngày 25 tháng 10. Mọi người có xem màn trình diễn của ứng viên ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Đảng Dân chủ trong chương trình đó không? Điều gần như tệ hại nhất là tiếng cười của bà Kamala. Ha ha, thật là nực cười. Ha ha ha. Bà ấy tiếp tục cười. Tôi nói, có vấn đề gì với bà ấy không? Ông Trump nói. Bà ấy sẽ không thể là nữ tổng thống đầu tiên. Mọi người không thể để điều đó xảy ra. Tôi nói, có vấn đề gì với bà ấy không? Bà ấy tiếp tục cười với những câu hỏi nghiêm túc. Bà Harris đã bật cười khi phóng viên Nora O'Donnell trong cuộc phỏng vấn 60 phút nói về việc bà được đánh giá là thượng nghị sĩ cấp tiến nhất. Cấp tiến là từ được dùng để ám chỉ những người của Đảng Dân Chủ có tư tưởng tự do thái quá hoặc thiên tả. Bà ấy lại cười khi tự nhận mình là người thích hip họp Khi được hỏi bà có ủng hộ quan điểm xã hội chủ nghĩa hay cấp tiến, không nếu trúng cử, phó tướng của ông Biden lại bật cười. Mike Pompeo, Mỹ và Ấn phải tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc. Rhodes cho biết ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 27 tháng 10 cho biết Washington và New Delhi cần phối hợp với nhau để đối đầu với mối đe dọa từ Trung Quốc. Hôm nay là cơ hội mới để hai nền dân chủ lớn như chúng ta xích lại gần nhau hơn, ông Pompeo nói trước cuộc hội đàm với ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Yaikashkar và Bộ trưởng Quốc phòng Reinhard Stein. Chắc chắn còn nhiều việc phải làm, chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận hôm nay, sự hợp tác của chúng ta đối với đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, để đối đầu với các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với an ninh và tự do nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong toàn khu vực. Philippines tăng cường đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông ông Jay Baton Giám đốc Viện Các Vấn đề Hàng hải và Luật biển Đại học Philippines. <laughs> me. Hôm 26 tháng, 26 tháng 10, cho biết các lực lượng phi quân sự nước này đã được sử dụng để tăng cường giám sát và đối phó sự hiện diện áp đảo của Trung Quốc tại Biển Đông. Việc triển khai lực lượng dân quân và phản ứng của nước Philippines trước sự hiện diện đông đảo của lực lượng dân quân biển Trung Quốc như cầu thực sự cấp bách đối với philippines là có quân số nhiều hơn trên thực địa nhằm giám sát biển đông ông potong bakao nói trong chương trình matter of facts excuse me của abs và cbn News. theo chuyên gia potong bakao việc trung quốc triển khai lực lượng dân quân tàu nghiên cứu và thăm dò dầu khí là một phần của chiến thuật vùng xám được Bắc Kinh sử dụng nhằm giành lợi thế trong tuyên bố chủ quyền phi pháp tại Biển Đông. Ông Bà Tông Bạc Hào nhận định đây là những cách mà họ có thể tối đa hóa các yêu sách của mình mà không cần dùng đến các lực lượng, lượng vũ trang. Đức kêu gọi Mỹ và châu Âu lập mặt trận thống nhất chống Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kram karambol và lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell họp báo tại Berlin, Đức ngày 26 tháng 8 năm 2020. <laughs> me. Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Đức kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với châu Âu để đáp trả Trung Quốc sau khi Mỹ và châu Âu thành lập một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc các cuộc thảo luận đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng. Thông báo trên được công bố sau cuộc điện đàm hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Joseph Borrell của Liên hiệp châu Âu South China Morning Post cho biết hôm thứ Bảy ngày 24 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã đề nghị xây dựng một liên minh thương mại phương Tây mới để đối phó với các hoạt động của Trung Quốc. Bà Krem Karambor phát biểu các lợi ích của Đức và của châu Âu cần một trật tự có thể chống lại cả hai mối nguy hiểm đối với tự do mậu dịch. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Đức, hai mối nguy đó là chủ nghĩa tư bản Trung Quốc dưới sự chỉ đạo mạnh mẽ của nhà nước và chủ nghĩa cô lập đơn phương ở Washington. Bà đặc biệt lo ngại về hành vi thao túng tiền tệ từ lâu nay của Trung Quốc, về sự vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ về các điều kiện đầu tư bất bình đẳng và cạnh tranh bất bình đẳng do các doanh nghiệp Trung Quốc được nhà nước tài trợ. Đếm ngược một tuần đến bầu cử Mỹ Bảy ngày trước khi cuộc bầu cử kết thúc, hai bên đang vận động điên cuồng Tổng thống Donald Trump, người yêu thích các cuộc meeting lớn, tổ chức tới ba sự kiện mỗi ngày ở nhiều bang khác nhau, đặc biệt là ở vùng Trung Tây, Đông Thái này. Động thái này bất chấp rủi ro của việc tập hợp hàng ngàn người hầu hết không mang khẩu trang trong bối cảnh số ca mắc coronavirus, coronavirus tăng sau kỷ lục gần 84.000 trường hợp COVID-19 mới vào thứ Sáu. Các chuyên gia lo ngại tuần này sẽ lại có mức cao nhất. Dù vậy, hôm nay ông Trump đã quay lại Wisconsin cho một cuộc meeting ở West Salem. Chỉ ba ngày sau, sự kiện trước đó ở Waukesha gần Milwaukee, Milwaukee Tổng thống nói Mỹ đang xoay chuyển tình thế đại dịch, một thông điệp bị hủy hoại bởi thông tin cho thấy quan, cho thấy năm quan chức thân cận với Phó Tổng thống Mike Pence đã có kết quả dương tính Joe Biden ít đi lại hơn. Nhưng chiến dịch rũng rỉnh tiền của ông đang tung ra rất nhiều quảng cáo truyền hình và trực tuyến. Ông có thể cử đối tác tranh cử của mình, Kamala Harris đến Texas, để tìm cơ hội biến bang khổng lồ này từ đỏ sang xanh. Facebook ngưng nhận quảng cáo chính trị. Khi các cuộc bầu cử của Mỹ đang đến rất gần, Facebook sẽ ngừng chấp nhận quảng cáo chính trị mới kể từ hôm nay, không như Twitter bên đã cấm tất cả quảng cáo chính trị từ năm ngoái. Facebook đã thể hiện sự miễn cưỡng can thiệp vào quyền ngôn luận chính trị có trả tiền. Ông chủ của hãng Mark Zuckerberg cho rằng các hạn chế sẽ chỉ giúp ích cho những người đương nhiệm, việc tổng, việc ông không muốn trở thành người phán xử sự, sự thật có nghĩa là Facebook cũng không kiểm tra tính xác thực của các quảng cáo chính trị. Nhưng cuộc đua năm nay sẽ không như thường lệ. Ông thừa nhận vào tháng trước lệnh cấm quảng cáo vào phút chót nhằm ngăn chặn các ứng viên hoặc những người ủng hộ họ đưa ra các tuyên bố không thể xác nhận ngay trước ngày bỏ phiếu. Giống như Google, công ty sở hữu YouTube, Facebook cũng sẽ ngừng quảng cáo chính trị sau cuộc bầu cử trong bối cảnh nhiều người lo ngại khả năng tranh chấp chiến thắng sau bầu cử năm 2016. Người ta lo ngại các thế lực ngoại quốc dụng mạng xã hội để truyền bá thông tin sai lệch về bầu cử Mỹ. Vấn đề của năm nay là do cây nhà lá vườn. Eurostar mở tuyến tàu London và Amsterdam anh và châu Âu có thể đã trở nên xa cách về mặt chính trị trong những năm gần đây. Nhưng đối với các khách du lịch bằng tàu hỏa thì họ chưa bao giờ gần hơn. Hôm qua, Eurostar, bên điều hành các dịch vụ qua đường hầm eo biển Anh, đã mở một tuyến đi thẳng Amsterdam và London. Chỉ mất 4 giờ, việc này giúp tiết kiệm một giờ di chuyển nhờ một thỏa thuận hồi mùa hè giúp loại bỏ việc kiểm tra hộ chiếu ở Brussels. Eurostar kỳ vọng dịch vụ tốc độ cao hơn sẽ hút được nhiều khách trong số 4 triệu khách bay giữa hai thành phố này mỗi năm trước khi COVID-19 xuất hiện. Ủy ban châu Âu cũng vậy, với hy vọng các nhà khai thác, đường sắt sẽ mở thêm nhiều dịch vụ xuyên biên giới. Mới năm ngoái, gói đường sắt thứ tư của Ủy ban đã buộc tất cả các công ty đường sắt nhà nước cuối cùng phải mở đường cho các đối thủ, bao gồm cả các công ty đến từ nước khác. Chỉ có Anh từ lâu đã quan tâm đến tự do hóa là thúc đẩy mạnh mẽ dự luật này. Chớ chiêu thay, The Brexit giờ đây luật này có nhiều tác động hơn trên lục địa. Biden gọi nhầm Trump thành George, George Bush. Trong một sự kiện trực tuyến ngày 25 tháng 10, ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden đã nói nhầm tên đối thủ của mình theo Fox News. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất, không phải vì tôi ra tranh cử, mà vì đối thủ của tôi. Đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong một thời gian rất dài, ông Biden nói. Và những đặc điểm của nước Mỹ, theo quan điểm của tôi, phụ thuộc vào những lá phiếu bầu nước Mỹ của chúng ta sẽ trở thành điều gì? Thêm 4 năm nữa trong nhiệm kỳ của George George nếu Trump đắc cử chúng ta sẽ ở một thế giới khác, ông Biden phát biểu thêm. Đoạn video ghi lại thông điệp trên đã được tổ chức ủng hộ Đảng Cộng hòa RNC Research đăng tải trên Twitter. Tổ chức này cho rằng ông Biden dường như đã nhầm tên của ông Trump với cựu tổng thống Mỹ George W. Bush. Tổng thống Trump hôm 26 tháng 10 viết trên Twitter: "Hôm qua Joe Biden đã gọi tôi là George" Ông ấy không thể nhớ nổi tên tôi. Bắc Kinh trả đũa truyền thông Mỹ Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, ngày 26 tháng 10, yêu cầu 6 hãng truyền thông Hoa Kỳ báo cáo hoạt động trong vòng 7 ngày sau khi Washington coi 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc là phái bộ nước ngoài. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các công ty truyền thông Hoa Kỳ bị Bắc Kinh siết hoạt động là American Broadcasting Corporation ABC Los Angeles Times, New Week Feature Story News, Văn phòng các vấn đề quốc gia là Minnesota Public Radio. Động thái này của phía Bắc Kinh nhằm trả đũa việc Washington đã đưa 6 cơ quan truyền thông vào danh sách cơ quan chính phủ Trung Quốc, buộc nhân viên của họ đăng ký như phái viên nước ngoài, Ngoại trưởng Mike Pompeo giải thích động thái này đảm bảo người dân Mỹ có thể phân biệt giữa tin tức do báo chí tự do viết với thông tin tuyên truyền do những cơ quan truyền thông này đăng tải. Tổng thống Trump tích cực vận động tranh cử, Joe Biden im hơi lặng tiếng. Hôm 26 tháng 10, 8 ngày trước khi bầu cử Mỹ diễn ra, hai ứng viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden có lịch trình trái ngược nhau. Ông Trump tích cực vận động tranh cử ở Pennsylvania, còn Joe Biden không có sự kiện nào được lên lịch. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump thường xuyên chế nhạo Biden vì ông không tích cực tổ chức các sự kiện tranh cử hôm 26 tháng 10. Ông Trump lại gọi đối thủ dân chủ của mình là Joe dưới tầng hầm. Theo Fox News, Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến Pennsylvania vào sáng 26 tháng 10 để tham gia ba cuộc vận động tranh cử. Tổng thống sẽ bắt đầu bằng một sự kiện ở Allentown, sau đó ông Trump sẽ đến Leeds tham dự cuộc vận động tranh cử thứ hai trong ngày dự kiến bắt đầu từ lúc 1 giờ 30 chiều. Sự kiện excuse me, cuối cùng diễn ra ở Martinburg. Sau khi đó, chiến dịch tranh cử của Joe Biden không thông báo lịch trình của cựu phó tổng thống. Đức cảnh báo vua Thái Lan Reuters đưa tin Ngoại trưởng Đức hôm 26 tháng 10 nói, nói nước này đang theo dõi hành động của vua Thái Lan Maha Vajarongkorn cảnh báo sẽ có hậu quả nếu phát hiện hành động bất hợp pháp. Chúng tôi đang giám sát về lâu đài. Về lâu dài sẽ có những hậu quả ngay lập tức nếu chúng tôi phát hiện những hành động được đánh giá là bất hợp pháp. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas Phát biểu đề cập việc vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn dành phần lớn thời gian ở Bang và Bavaria, Đức. Tại đây, ông thuê nguyên một khách sạn sang trọng cho đoàn tùy tùng của mình. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người Thái Lan biểu tình trước Đại sứ quán Đức ở thủ đô Bangkok, đồng thời gửi thư kiến nghị Berlin điều tra hành động sử dụng quyền lực khi ở Đức của vua Vajiralongkorn vua Vajra 68 tuổi, từ lâu đã thích sống ở Đức hơn Thái Lan. Bolin từng nói rằng sẽ không thể chấp nhận được nếu vua Vajra hoạt động chính trị từ Đức. Kính thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái. Kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới